có một vị trí đặc điểm của khí hậu đới nóng. Trả lời, vị trí nằm giữa hai chí tuyến quanh năm nóng, lượng mưa từ 1.000 đến 2.000 mm, gió tính phong thổi thường xuyên. Câu 2, nhiệt độ của không khí là gì? Là độ nóng lạnh của không khí. Câu 3, có mấy yếu tố làm thay đổi nhiệt độ của không khí? Và kể tên. Có 3 yếu tố làm thay đổi nhiệt độ của không khí: vị trí gần hay xa biển. Câu số 4, thời tiết là gì? Khí hậu là gì? Thời tiết là biểu hiện của hiện tượng khí hậu ở một địa phương trong thời gian ngắn. Khí hậu là sự lặp đi lặp lại tình hình thời tiết của một địa phương trong nhiều năm. Câu số 5, sông khác với hồ như thế nào? Sông là dòng chảy thường xuyên, tương đối ổn định trên bề mặt lục địa. Hồ là khoảng nước động tương đối rộng và sâu trên đất liền. Câu số 6, sông quê em mang lại những lợi ích gì? Lợi ích của sông là nước sinh hoạt, sản xuất, giao thông thủy, thủy sản, vân vân. Câu số 7, thế nào là tổng lượng nước mùa cạn và tổng lượng nước mùa lũ của một con sông? Tổng lượng nước mùa cạn là lượng nước tổng cộng của con sông trong các tháng mùa cạn. Tổng lượng nước mùa lũ là lượng nước tổng cộng của con sông trong các tháng mùa lũ. Câu số 8, vì sao độ muối của biển và đại dương khác nhau? Vì tùy thuộc vào nguồn nước sông chảy, tùy theo nhiều hay ít, độ bốc hơi lớn hay nhỏ. Câu số 9, lưu lượng của một con sông lớn hay nhỏ phụ thuộc vào những điều kiện nào? Lưu lượng sông có thể thay đổi tùy theo tháng và theo mùa. Câu số 10, nguyên nhân nào hình thành đến hiện tượng thủy triều trên trái đất? Nguyên nhân hình thành hiện tượng thủy triều là do sức hút của mặt trăng và một phần của mặt trời. Câu 11, có mấy yếu tố làm thay đổi nhiệt độ của không khí? Hãy kể tên. Trả lời, vị trí gần hay xa biển, theo nhiệt độ, theo vĩ độ. Câu 12, tại sao dòng biển ảnh hưởng đến khí hậu vùng đất ven biển mà chúng ta đi qua? Trả lời, các vùng ven biển nơi có dòng biển nóng chảy qua, nhiệt độ cao và mưa nhiều hơn nơi có dòng biển lạnh chảy qua. Và câu 13, tính lưu lượng này thì mình sẽ trình bày cho các bạn xem cách tính. Câu 14 là so sánh nhiệt độ của các điểm ABCD cùng các vĩ độ 60 độ, thì mình cũng sẽ trình bày cho các bạn xem nè. Câu 15. Vị trí đặc điểm của khí hậu đới ông Hòa. Trả lời. Vị trí nằm ở từ hai chí tuyến đến hai vùng cực. Nhiệt độ trung bình, lượng mưa từ 500 đến 1.000 mm. Gió Tây ôn đới thổi thường xuyên. Hồ là gì? Hồ là khoảng nước động tương đối rộng và sâu trong đất liền.